Mình xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay ở Mỹ là ngày lễ tạ ơn 28 của tháng 11 năm 2024 nha. Thì đây được xem là ngày lễ lớn của Mỹ đó. Thì là cái ngày lễ gọi là sum họp trong gia đình về ăn uống. Thì hầu như là tất cả đều nghỉ ngày hôm nay hết, đóng cửa. Chỉ có riêng các cái khu chợ đi, chợ Mỹ, chợ Việt Nam ở cửa đây. Đường phố giờ vắng vẻ lắm, ai nấy cũng lo ở nhà ăn uống vui chơi với nhau mua sắm. Thì trở lại với cái chủ đề quen thuộc trên kênh YouTube của mình. Hôm nay cũng như mình sẽ nói thêm về gọi là những cái khu nhà đang được nhiều người lựa chọn để sinh sống ở tại phía bắc của thành phố này. Cũng có nhiều anh chị thì cũng muốn mình chia sẻ gọi là những cái khu nhà gọi là tốt, an ninh, có trường học tốt cho con cái. Thì nay theo chân mình đi nha. Có nhiều anh chị, nhiều bạn đó thì muốn một cái khu nhà như lúc ban đầu mình có nói đó, thì nó không có quá xa cái khu Việt Nam, không quá xa khu châu Á ở đây. Đó thì đương nhiên là có rất là nhiều khu nha. Hôm nay thì mình chỉ gọi là chia sẻ là gọi là tượng trưng đây. Mình thấy cái khu này nó gần gũi ở đây. Thì bây giờ từ ở cái khu Việt Nam mình ở chạy lên đây thì khoảng cỡ chừng 20 phút mà thôi. Rất là gần, rất là thuận tiện đường đi. Cảnh mùa thu hôm nay hai bên đường rất là đẹp nha. Đó, lễ cho nên đường xá thì cũng vắng lắm, không có giống như là ngày thường. Mình đi highway cũng được, nhưng mà mình không đi highway, mình đi đường local thôi, để quay phong cảnh xem chơi. Thì bây giờ trước khi mình đi dài dài coi nhà chơi á, thì đây là có một cái park. Ở đây gọi là downtown của Suwanee nha. Có cảnh đẹp cũng vui lắm. Đi theo mình đi vòng á, nếu ở gần gần đây mình tới đi chơi, đi. Chỗ này thì người ta cũng vừa mới xây dựng xong, có một cái cây cầu rồi mình đi dài dài. Thì lại đây giống như để chụp hình đồ chơi gì đó. Cũng mới đây thôi. Có cái cầu thang phía bên đó dài dài qua cái hồ. Rồi để mình sẽ quay thêm ha. Cái park này thì nó cũng nhỏ thôi nha, không quá lớn nha. Có chỗ giống như suối chảy để mình chụp hình đồ chơi nè. Đó, cái cây cầu có cũng rất nhiều người đi lên đó. Chút xíu thì mình chạy lên đó nha. Đó, bên kia cũng có một cái hồ nước. Đó, và phía bên đó là cái City Hall của Suwanee. Bữa nay thì cũng không có quá lạnh nha. Hơi gió tí xíu mà thôi. Ở đây tên của là cái thao nha. Suwanee. Ở dưới cái chữ Circle. Cái chỗ này thì sẽ là 2025 mới có nha. Coming 2025. Đó. Ở đây thì người ta để những cái bàn ghế nè, ngồi chơi uống nước rồi nha. Rất là lý tưởng nha, cho những ngày trời nắng đẹp giống như là bây giờ nè. Suwanee. Cái thao này bây giờ có thể nói là một trong những cái city gọi là của người có tiền á, người giàu sống ở đây á. Nhà cửa mắc, nhưng mà được con cái thì cái cuộc sống ở đây an ninh tốt, trường học tốt. Chút xíu thì đi qua bên cái cây cầu đó chơi thử nha. Nhìn cảnh mùa thu rất đẹp ha. Đó, xung quanh nè. Vàng rực cái trơn rồi. Ok, thì đây là một cái công viên ở tại cái city của Suwanee nha. Các anh chị và các bạn ở gần đây cuối tuần hay là những ngày nghỉ rồi đó, có dịp đến đây chơi nha, chụp hình đi vòng vòng chơi. Cái city này có rất là nhiều người châu Á sinh sống đây nha. Đặc biệt là người Hàn Quốc cũng như là người Hoa. Đó, mà thấy không? Đi vòng vòng ở dưới chơi ngày hôm nay mình thấy có nhiều người châu Á lắm á. Có cái sân để đánh gọi là mình đánh bóng chuyền nha, đánh bóng chuyền trên cát. Nhà phía bên kia mấy chỗ cho mấy em nhỏ chơi kìa.
muốn có hình đẹp đến đây thì mình thấy rằng đứng này chụp hình là cũng đẹp lắm á. Thì bây giờ mình sẽ ghé vào những cái khu nhà ở gần của cái park này. Thì nhà ở đây mình sẽ ghé vào những khu gọi là từ 500.000 đô trở lên nha. Nhà ở đây mắc. Nếu ở đây mà nhà cũ nhà nhỏ bây giờ nó cũng là trên 400.000 rồi. Còn nhà có lầu nhà mới từ 500, 550 đến 600.000 đến 700-800.000 đô nha. Ở cái thao này đó tiệm nail cũng nhiều lắm nha. Muốn làm nail ở đây thì cũng được. Khu nhà giàu mà giá nail thì cũng còn cao, tiệm nhiều. Khúc này nè, khúc này có nhiều tiệm nail ở đây nè. Ok, ghé vô khu nhà đẹp ở đây đảo một vòng xem chơi một cái nha. Đây mấy khu nhà mắc tiền nó nằm sâu vô ở bên trong này nè. Nó hai bên đường vô là cây thông không à. Mấy người có tiền đó không thích ở sát đường lớn. Sát đường lớn thì nó ồn. Đó, nhà thế này đó khoảng 550. Khu này 550, 600.000 trên 600.000 đô. Tùy theo căn, tùy theo là cái diện tích. Mình chỉ nói chung chung vậy thôi. Cái cảnh tuyệt vời không? Thấy thì hơi buồn nha. Mùa thu mà. Lá rồi gió thổi bay tới bay lui đó, nghe nó xào xạc đó. Cộng thêm rồi ở đây thì càng khu nhà giàu chừng nào thì nó càng yên tĩnh hung. Thì cộng thêm ở nay ngày lễ đó, do giờ mọi người ở trong nhà ăn uống hết rồi. Khu này có trồng hai cái hàng cây trước cửa nhà nhìn đẹp quá. Một bên thì nó đã rụng lá hết trơn á. Mình thấy nó sơ sát, còn bên đây thì nó còn là cái màu nè. Còn số cây còn màu. Thì nhà ở đây có con số nhà đó. Thì cái nhà xe đó thì phía trước. Mà có con số nhà thì nó nằm phía đằng sau lưng. Nó tùy theo cái mẫu nhà ở đây. Nhưng mà nhà cửa thì nó đều là giống nhau y răng rồi. Nó nhìn mẫu nhà. Nhà đẹp ha. Thì vô trong mấy khu này mình thấy một điều là cái thùng thơ nha, nó làm mà cùng một kiểu hết. Mình mà lỡ có làm ngã, làm gãy làm gì đó thì khi mà mua lại cái mới đó cũng phải là giống y vậy nha. Cái màu khác không được mà kiểu khác không được. Vô mấy khu này thì nó có một cái khó là vậy. Như mấy cái nhà này đó thì nhà để xe đó mình đã chạy vòng vô cái cửa ở phía đằng sau. Cái đẹp không? Cái cây trước cái màu đỏ kìa. Cho đó cái đỏ được cả nguyên cây luôn nha. Mấy cây xung quanh là cái màu vàng. Nó gọi là mình là chỉ nói sơ qua, mình không có nói nhiều, nói nhiều thì nó lòng vòng nó tốn thời gian. Nó gọi là khu ở Suwanee này đó. Thì khu này lớn lắm, chạy nữa là còn dài lắm. Có thể mình ghé, gọi là mình ghé vào những khu mà có thể xem mà nó rẻ tiền hơn chút xíu nhà cũ nha, để coi nha. Thì bây giờ mình vòng ra là đường lớn lại nha. Một cái khu nhà giàu điển hình ở đây. Đường này thường ngày xe rất đông. Nay lễ nhà hàng thì mấy cái cửa hàng, mấy cái quán rồi hai bên đường này đóng cửa hết trơn. Nếu như nhà ở tại Suwanee thì nó hơi cao quá, thế cao. Thì mình đi ngược trở lại chút xíu, đi ngược trở về khu châu Á đó. Khu này gọi là khu Duluth. Duluth thì hiện tại bây giờ cũng ok lắm nha. Khu Duluth này thì nó hơi thấp hơn chút xíu. Nhà lối khoảng 450 á, mình tìm thì ở đây cũng rất là dễ tìm. Trước mặt mình có cái khu này á, mình thấy gọi là khu nhà nhỏ nhất và rẻ nhất ở đây nha. Ở đây có 2 phòng ngủ với 3 phòng ngủ mà thôi. Sẵn đây mình ghé đảo một vòng xem chơi đây nha. Under contract nghĩa là đã bán xong rồi nè, phía bên tay phải của mình nè. Ở đây nhà nó nhỏ xíu à. Giống như nhà chỉ cho 2 người lớn tuổi
gọi là hai vợ chồng á, ở đây mình thấy là nhiều. Nhà để xe thì để ở trong được 1 chiếc, ở ngoài 1 chiếc. Khu này có hai phòng ngủ là nhiều nha. À, có căn phía bên trái bán nè, for sale. À, khu này nó khoảng chừng lối 300 ngàn cho căn nhỏ. Rồi thấy cũng sạch sẽ lắm, cũng y như những cái khu khác thôi, nhưng mà có ăn điều là nhà ở đây nó nhỏ thôi. Thì mình thấy khu này chọn thì nhiều người lớn tuổi hoặc là con cái rồi đã đi làm ăn xa rồi hết á, thì giờ nhà lớn quá rồi ở như vậy thấy nó phí, tốn tiền điện, tốn này tốn kia nhiều, dọn dẹp cực, anh ta đi tìm những căn nhỏ vậy nè. Nó vừa nhỏ hơn, nó mình đỡ phải cực hơn, cũng như cái tiền á nó cũng thấp hơn nữa. Đó. Y ra như nhau thôi. Có căn thì có cái lầu nhỏ ở trên, nhưng mà có căn thì là nó chệt thôi. À, tầm lối 300 ngàn mà đối với hai người ở như vậy mình thấy là nó cũng vừa rồi, thời buổi này rồi. Đỡ tốn tiền điện. Thì nó gọn nữa, cái sân cỏ có chút xíu à, tự mình cắt cỏ cũng được. Mình thấy gọi là chia sẻ nè, để các anh chị các bạn xem cho biết cái thôi. Còn nếu như có đông người chút xíu này kiếm căn cho lớn hơn. Đây là tại Duluth nha. Ở đây đi lại chợ Việt Nam, chợ châu Á này gần lắm, kế bên nè. Mấy căn phía bên ngoài này gọi là những căn nhà xưa đó, nhà rất là xa xưa, cũ rồi, nhà đất đai hết hồn không, mấy cái cây phía trước. Những căn như vậy thì nó hàng 50 năm, 60 năm hết rồi. Xưa quá thì có nhiều người không thích, mua về đất nhiều, cắt cỏ mệt. Giờ thích, nhiều người phải thích mua nhà trong những cái khu mới thôi. Nó cũng vừa phải, diện tích vừa phải. Thì cái này nói chung cái ý của mỗi người thôi, có sở thích khác nhau. Duluth này thì mình thấy là cũng tương đối là dễ sống. Cái mức sống ở cái city này nó cũng không có quá cao, giống như ở mức trung bình á, thấp không thấp, cao không cao á. Và đặc biệt là nhiều người thích ở đây thì gọi là nó gần khu châu Á nữa, châu Á mà giờ qua khu châu Á cũng gần, qua những khu Mỹ thì cũng gần luôn, thuận tiện lắm, tiện đường đi nữa, hãng xưởng nhiều, làm neo thì cũng nhiều luôn. Nếu như những cái CD khác nhà cửa nó cao quá, thế cao khó mua. Các anh chị và các bạn đó mà thực sự ra mình không có con còn nhỏ để cần trường đi học tốt, hoặc là bây giờ mình mới đến đi định cư đi, cái công việc mình thường thường thôi, mình tìm kiếm những cái CD nhà thấp thế rẻ phù hợp để ở, để đi làm thôi, thì mình trở về với Norcross ở đây thì mình thấy nó rất là thuận tiện nha. Có chợ Việt Nam lớn nhất ở đây, người Việt Nam định cư cũng đông, và cũng như cái giá nhà ở Norcross này nó còn rẻ, dễ kiếm. Mua nhà nhỏ nhỏ tầm 350, 370, ngon ngon chút xíu nữa khoảng 400, 420 là dễ kiếm nhất ở đây. Cũng như trước mặt mình sẵn này, quay sơ luôn mấy căn nhà mà Bình Giang đây nè, sẵn xem luôn cho biết luôn. Đây là tượng trưng, đây tượng trưng khu Bình Dân, nhà nhỏ gọn nha, giá dưới 400. Đương nhiên là có nhiều lắm nha, nhưng mà mình không thể nào mình chạy hết được. Ở những video kế tiếp nữa thì mình sẽ chạy thêm những khu khác nữa. Thì ở đây đối với cái công việc gọi là lao động, cái thu nhập mình nó bình dân hay là mới định cư, thì mình thấy được nhiều người lựa chọn ở đây. Đặc biệt là người lớn tuổi thì mình thấy nó càng thích hợp hơn. Có đi chùa cũng gần, đi nhà thờ người Việt Nam cũng gần.
và cũng như ở đây người lớn tuổi đó mà mình hội đủ những cái điều kiện đó, sẽ có cái hội của người cao niên Việt Nam lớn tuổi ở đây, người ta sẽ có xe đưa rước mình đi lại cái trung tâm để sinh hoạt. Nếu như mình ở xa quá là không có nha. Đó là lý do mình thấy là đó là nhiều người lớn tuổi thích về đây vậy đó. Hoặc là những anh em có con còn nhỏ mà mình đi làm mà mình muốn gửi con cho người Việt mình trông nom giùm á, thì mình ở gần khu Việt Nam thì nó cũng có một cái lợi kiếm dễ, chứ nhiều khi ra khu Mỹ không kiếm thì không có. Nhưng mà mình gửi cho trường Mỹ thì cái thời gian không được như ý muốn, rồi cũng như có tiền tốn nhiều nữa. Cho nên nói gì thì nói, chứ khu Việt Nam này thì cũng nhiều người lựa chọn rồi đó. Chứ còn khi mà mình còn trẻ, mình nói tiếng Anh, mọi thứ nó tốt hết á, thì mình ở khu nào cũng được hết, không sao. Các anh chị và các bạn thấy cuộc sống ở tiểu bang này như thế nào? Có nên về đây định cư hay không? Có đáng định cư hay không? Cái này thì cũng khó mà trả lời được nha. Thì mỗi một người nó có một cái suy nghĩ khác nhau, không ai mà giống ai. Thì đối với mình làm video đó thì mình chỉ gọi là mình nói lên những cái gì mình thấy, mình biết thôi, hình ảnh và thông tin. Thì đương nhiên nó cũng không phải là quá nhiều, cũng như không thể nào mà nói hết được. Chỉ một chút ít thôi để mình xem để biết. Cũng như nếu mình có ý định thì mình hãy so sánh với những tiểu bang khác, những nơi khác, hay là cũng như xem thêm những cái thông tin của nhiều người chia sẻ nữa. Thôi thì mình cũng xin tạm dừng lại ở đây. Cảm ơn hết tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Và tiếp tục chia sẻ ở những video kế tiếp.